Lần trước á là chị Hiền có ghé để làm công nghệ Ultrasound nè, và bây giờ cơ của chị đã nâng lên rất là tốt, và bác sĩ có tư vấn thêm cho mình về công nghệ điều trị nám nữa. Tại vì lúc đầu á chị ghé bên em là nám ở đây nè, đó em thấy nó rất là nhiều nguyên cái vùng hai bên gò má của mình nữa, vùng cằm vùng mũi cũng có nữa, thì hôm nay em thấy da chị sáng rất là nhiều luôn, cho nên là em xin chị livestream tiếp với Vivi đó. Hôm nay là mình điều trị được hai lần công nghệ BAB rồi phải không ạ? Đúng rồi, chị đã điều trị được hai lần rồi và lần này là lần cuối luôn á em. Da của mình lúc trước, chỗ cái trước khi mà điều trị á, hai cái bên má của chị này, ủa nám cục cục luôn á, rồi nó lốm đốm lốm đốm, nhìn da ghê lắm, giống như Khó là chịu chị ha. già cả 10 tuổi luôn á em. Sau khi làm Ultrasound để nâng cơ thì mình thấy mình trẻ ra rồi, nhưng mà những cái vết nám ở trên gương mặt nó vẫn khiến cho mình không có cảm thấy tự tin lắm nữa, nên là mình vẫn tiếp tục điều trị đó. Bây giờ thì đã rất là đẹp như cả nhà nhìn thấy nha, da của chị rất là sáng, rất là khỏe luôn á. Sau hai lần đó chị cảm thấy hài lòng được bao nhiêu phần trăm rồi? Nói chung là 100% rồi em. Yeah. Vì bây giờ họ cái da mình nó sáng trắng này và nó đều màu à, và căng bóng luôn á, cảm thấy là rất là đã luôn Dạ, vậy thì sau cái lần này nữa thì còn đẹp hơn nữa chị nha. á. Dạ, bác có thể chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả của chị sau khi chị làm công nghệ nâng cơ cũng như là PAB được hai lần như thế nào À, bác thật nha. ra chị Phượng sau khi mà chị điều trị cái therapy xong thì thứ nhất là cơ của mình đã săn chắc hơn. Gương mặt mình gọn gàng hơn, là cái nét của mình tươi trẻ hơn. Bởi vì sao? Thức cải thiện nhất là cái độ săn cơ, nâng cơ, trẻ hóa da, tăng sinh collagen, tự thân rất là ok, và giờ cảm thấy là chất lượng da thay đổi quá trời, độ đàn hồi tăng lên, nét tươi trẻ rất là tốt. Nên là hôm nay chị Hiền là tiếp tục cái liệu trình mình đi cái PRP ha. PRP là một cái phương pháp mà cấy máu tự thân, giống như là mình đi lấy máu xét nghiệm thôi, tuy nhiên là phụ thuộc vào cái bộ kit này. Thứ hai là cái công nghệ tách chiết, thì BB Thanh Mai rất là tự tin về 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 vấn đề này. Nên là PRP là một phương pháp mà cấy máu tự thân vô da này, mình đi vi điểm toàn bộ da, và nó có tác dụng là tăng sinh collagen này, rồi là trẻ hóa da và sửa chữa, gần như là tái tạo và làm cho da hồi sinh, làm cho những cái khiếm khuyết của mình nó sẽ được cải thiện nhiều hơn. Và như của chị Hiền thì là thứ nhất là nám, nám da vùng gò má rất là nhiều, vùng đuôi mắt này, vì là gần như là cái vùng gò má này là cái vùng đón nắng đầu tiên, và cái vùng che chắn của mình ít hơn, cho nên là cái khiếm khuyết nó sẽ lộ ra rất là nhiều. Và hôm nay thì mình tiếp tục đi tiếp cái liệu trình therapy, thì em thấy là therapy đối với chị rất là ok, rất là tốt, cải thiện rất là nhiều. Sau hai lần thấy cải thiện nhiều chị Hiền Đúng rồi, em ha. cải thiện rất nhiều luôn ấy Dạ. chứ. Chị có hài lòng về những công nghệ mà chị đã áp dụng qua không ạ? Nói chung là hài lòng lắm em. Thứ nhất là mình không phải phẫu thuật hay bất cứ sử dụng một cái công kiểu như là cái phẫu thuật nào hết. Chị rất là hài lòng. Mình chỉ có công nghệ là chỉ trong vòng có mấy lần thôi là mình đã được cải thiện cái khuôn mặt của mình, nó trắng sáng, da đều màu và căng bóng như thế này thì đúng là không còn gì không gì để kiểu giống như là mình rất rất cảm ơn là bác sĩ đã đưa ra một cái liệu trình rất là tốt cho mình đó. À, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều. Không có để mình chờ lâu, bây giờ mình nằm xuống để bác tiếp tục làm công nghệ VIP lần thứ ba cho mình nha. Dạ. Cả nhà mình ơi, ở BB Thanh Mai thì có rất là nhiều những cái công nghệ trẻ hóa da luôn nè, về nâng cơ, về trẻ hóa, về làm trắng, làm sáng, và như chị Hiền là điều trị nám nữa cả nhà mình nha, cũng có cả điều trị sẹo nữa, cho nên nếu như cả nhà mình gặp bất kỳ vấn đề gì về da thì cả nhà mình có thể nghĩ ngay đến tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, đó là 1800 6617, thì cả nhà mình sẽ được thăm khám trực tiếp với bác sĩ nè, và được bác sĩ lên một cái phác đồ điều trị riêng cho từng cá nhân mình luôn, để mình luôn được tươi trẻ và luôn được thành công hơn trong cuộc sống. Em sẽ chào đón cả nhà mình ở cái buổi live tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. À.